Giới hữu trách Guatemala tổ chức sơ tán nhanh chóng hơn 1.000 người và phong tỏa một con đường trong lúc núi lửa Fuego, hiện là núi lửa hoạt động tích cực nhất khu vực Trung Mỹ, một lần nữa tỉnh giấc. AFP hôm nay mùng 5 tháng 5 dẫn lời tướng Oscar Cossio, thư ký điều hành cơ quan điều phối quốc gia Guatemala nhằm giảm thiểu thiên tai, CONAED, cho biết tổng cộng 1.054 người thuộc 5 cộng đồng gần chân núi lửa đã được sơ tán và chuyển vào một nhà thi đấu để tạm trú. Tướng Cossio dự đoán số lượng người sơ tán sẽ còn tăng thêm trong lúc giới hữu trách tiếp tục phân tích tình hình và tiến hành các bước tiếp theo. Theo CONAED, núi lửa Fuego, có nghĩa là lửa theo tiếng Tây Ban Nha, hôm mùng 4 tháng 5 phun trào những luồng chảy dung nham và phóng thích cột khói bụi cao đến 6.000 mét so với mực nước biển. Các cột khói đã rơi xuống khu vực phía Tây và Tây Nam của núi lửa, theo hướng ngược lại thủ đô Guatemala City ở cách núi lửa 35 km về hướng Đông Bắc. CONAED cảnh báo những đợt phun trào sẽ tiếp tục mạnh hơn, và theo dự báo thời tiết sẽ sớm có mưa, vì thế nguy cơ sẽ hình thành lũ bùn. Quan chức Rodolfo Garcia của cơ quan trên ước tính có khoảng 130.000 người sống trong phạm vi cho bụi lan đến, cách miệng núi lửa khoảng 100 km. Tổng cộng 13 khu trú ẩn khẩn cấp đã tiếp nhận người sơ tán. Những trung tâm này có sức chứa khoảng 7.600 người. Giới hữu trách quyết định chặn tuyến đường AN-14 trên triền núi Fuego và nối liền một số thị trấn với thành phố Antigua, địa điểm du lịch chính của Guatemala và nằm trong danh sách di sản thế giới của UNESCO. Người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng được khuyến cáo nên theo dõi sát chỉ dẫn và nhanh chóng sơ tán theo mệnh lệnh. Dân địa phương và du khách cũng được đề nghị tránh xa khu vực bán kính 7 km xung quanh núi lửa. Vào tháng 12 năm 2022, đợt phun trào dung nham và tro bụi ở núi lửa trên đã buộc chính quyền Guatemala tạm thời đóng cửa sân bay lớn nhất nước. Núi lửa Fuego cao 3.763 mét và trung bình cứ mỗi 4 hoặc 5 năm lại phun trào một lần.